Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của người nhân dân Việt Nam, mà người còn là nhà lãnh đạo, người anh hùng giải phóng dân tộc của nhân dân thế giới ngưỡng mộ. Và ngày nay, tượng Bác không chỉ được thờ tại các khu tưởng niệm, đài liệt sĩ, mà còn được trưng bày tại các cơ quan, phòng làm việc hay gia đình. Và với phương châm Bác Hồ sống mãi với thời gian, thì các pho tượng Bác được chế tác với vẻ đẹp và độ truyền thần cao, tăng sự trang trọng cho không gian trưng bày. Và ngay trên tay anh đây là mẫu tượng chân dung Bác Hồ. Bức tượng này thì được đúc liền khối từ đồng thau và có kích thước là 2cm, trọng lượng khoảng là 1,7kg, khá là vừa vặn và nhỏ gọn. Tuy là tượng có kích thước nhỏ gọn như vậy thôi, nhưng tượng thực sự rất là đẹp và có độ hoàn thiện tốt. Bởi vì pho tượng này được các nghệ nhân tại Bảo Long tạo dựng dựa trên các tư liệu chuẩn quốc gia. Và mình tin rằng với kích thước này, khó có một đơn vị nào có thể làm tạo tác tượng đẹp hơn và như thế nữa. Điểm đặc biệt tiếp theo của pho tượng đó chính là bề mặt tượng. Thì tượng chân dung Bác Hồ được phủ toàn bộ bằng vàng ròng và chất liệu đảm bảo vàng 4/9. Việc phủ vàng ròng lên trên bề mặt tượng không chỉ tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ cho tượng mà còn tăng giá trị cũng như sự đẳng cấp cho mỗi tượng Bác Hồ. Với kích thước 20cm thì tượng chân dung Bác Hồ thích hợp đặt trên kệ tủ bàn làm việc hay là kệ tủ tivi ở phòng khách gia đình. Ngoài ra tượng cũng có thể làm quà tặng cho các sự kiện đặc biệt rất là ý nghĩa. Tổng kết lại thì với Oanh, đây là mẫu tượng mang lại rất là nhiều cảm xúc, từ vẻ đẹp hoàn thiện trên bề mặt đến kích thước đa dạng, có thể thích hợp với nhiều không gian. Và tiếp nữa đó chính là chất liệu bền tốt. Hiện tại Bảo Long ngoài kích thước tượng Bác Hồ 20cm, chúng tôi còn chế tác nhiều mẫu tượng Bác Hồ với kiểu dáng và mẫu mã, chất liệu đồng khác nhau. Nếu ai đang quan tâm đến mẫu tượng này, có thể liên hệ trực tiếp hoặc là bình luận ở dưới phần comment, thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá nhanh nhất có thể. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.